Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020 và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Quý Tỵ, tháng Bính Tuất năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Về ngũ hành niên mệnh, trường lưu thủy, ngày Quý Tỵ, tức can khắc với chi, có nghĩa là thủy khắc với hỏa và hôm nay là ngày cát trung bình các bạn nhé. Về nạp âm, trường lưu thủy, kỷ tuổi, đinh hợi, ất hợi, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, kỷ sửu, đinh dậu, kỷ mùi, thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày tỵ, lục hợp với thân, tam hợp với sửu và dậu, thành kim cục, xung với hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tý các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi đinh hợi, ất hợi, đinh mão, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu ngọ, nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm tý và nhâm tuất. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao nguyệt tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán và ký kết hợp đồng. Sao cát khánh, tốt mọi việc, sao âm đức, tốt mọi việc, sao tuế hợp, tốt mọi việc, sao tục thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao minh đường hoàng đạo, tốt mọi việc, và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải trừ được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát, đuận. Các sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao thiên ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao địa tặc, xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành, sao hỏa tai, xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa, sao nhân cách, xấu đối với giá thú, khởi tạo, sao thổ cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng các bạn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng tây bắc. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn cảm thấy mình thật may mắn khi mà tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về tay, cái cơ may kiếm tiền với bạn tuổi Tý tự đến chứ chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa đâu đó bạn tuổi Tý nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài trợ giúp. Cho nên với bạn tuổi Tý, bạn vẫn nhận được cái lời đề nghị xử lý những cái công việc mà trong cái khả năng của bản thân mình có thể làm được. Thế nên ngày này với bạn tuổi Tý vẫn kiếm tiền rụng rỉnh là vì vậy đó bạn tuổi Tý nhé. Tuy nhiên trong cái vận trình của bạn tuổi Tý ngày thứ bảy này, bạn lại có phần vì mệt mỏi do công việc, phần vì thiếu thời gian nên với bạn tuổi Tý không chăm lo cho chu toàn gia đình được. Bởi ngày này với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc. Cái điều này có thể làm nảy sinh những cái mâu thuẫn với nửa kia của mình, dẫn đến
chín tranh lạnh đó bạn tuổi Tý nhá. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, tình cảm mâu thuẫn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, có nhiều vấn đề. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, tiền bạc rủng rỉnh. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, thời gian hạn hẹp. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, không có tiếng nói chung. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn cần phải đứng ra để nắm giữ những cái tình cảm của mình, có những cái vấn đề mà bạn tuổi Sửu cần phải chủ động để giải quyết, chứ chẳng thể nhờ chờ đợi ai làm cái điều đó giúp cho mình đâu đó bạn tuổi Sửu nhá. Và bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành Sửu Tỵ bán hợp, cho nên đối với những bạn đang còn độc thân thì rất có thể sẽ gặp được người mình thầm thương trọn mến từ cái nhìn đầu tiên. Và bạn tuổi Sửu, bạn đừng có bài xích những gì đến quá nhanh, bởi có thể giữa hai người đang có cái sức hút lẫn nhau, và bạn hãy thử mở lòng mình ra xem sao bạn tuổi Sửu nhé. Trong cái vận trình của bạn tuổi Sửu ngày thứ bảy này, bạn lại đang gặp ngày có Tỵ Kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu, bạn đang có cái sự cố chấp và có thể khiến cho bạn phải mất tiền hao của trong ngày được. Đầu tư vào những cái lĩnh vực mình không thực sự hiểu biết kỹ càng có thể dẫn đến nhiều cái nguy cơ rủi ro với bạn. Và bạn tuổi Sửu, bạn nên lắng nghe lời khuyên của những người đi trước để cẩn thận với cái túi tiền của mình hơn bạn tuổi Sửu nhá. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, dễ dàng hao tổn tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, tình cảm thăng hoa. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, có nhiều cơ hội tình duyên. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, nên biết lắng nghe đoạn. Vài đánh giá của bà tử Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này rất có thể với bạn tuổi Dần đang cảm thấy sẽ có cái chuyện gì đó đang xảy ra ngoài cái sự kiểm soát của mình nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Dần, bạn đang gặp ngày có ngũ hành Dần Tỵ tương hại. Cho nên với bạn tuổi Dần đang có cái sự bất an lớn làm cho bạn nhìn thấy những cái dấu hiệu khả nghi từ người ấy, sợ rằng tình cảm đã nhạt phai đi đó bạn tuổi Dần nhé. Và bạn tuổi Dần dù chưa có cái bằng chứng rõ ràng nhưng với bạn tuổi Dần vẫn khăng khăng tin vào cái trực giác của mình. Cái điều đó vô tình có thể khiến cho người ấy bị tổn thương khi vốn dĩ chẳng có cái chuyện gì xảy ra ngoài cái trí tưởng tượng của bạn đó bạn tuổi Dần nhé. Gia đình lục đục, các thành viên không nhìn mặt nhau, không khí trong gia đình căng thẳng, chẳng còn đâu cái sự bình yên mà ai cũng muốn trở về để nghỉ ngơi sau cả tuần làm việc mệt mỏi với bạn nữa đó bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc Thủy, gia đạo bất an. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc Hỏa, hiểu lầm sâu sắc. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc Thổ, ghen tuông, giết chết tình yêu. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc Mộc,
cần giữ bình tĩnh. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, đừng nghi ngờ vô căn cứ. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn đang gặp ngày có thiên quan xuất hiện. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mão, cái con đường tình duyên của bạn mệnh tràn đầy những cái khó khăn, trở ngại nhé. Và bạn tuổi Mão, kẻ tiểu nhân có thể cướp đi người vốn dĩ đã có tình cảm với mình đối với bạn tuổi Mão nhé. Trong ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi Mão, bạn mệnh cần phải chủ động hơn trong việc của mình. Đừng để cho tình trạng mặt trong như đã, tình ngoài còn ia diễn ra quá lâu. Mọi cái biến số đều có thể xảy ra với bạn. Và bạn tuổi Mão, bạn tìm được người mình thương không dễ, đừng để cho mọi chuyện trở thành nỗi tiếc bạn tuổi Mão nhé. Ngày này, đối với những cặp đôi, hãy tìm cách để hâm nóng lại tình cảm lứa đôi. Có thể bạn sẽ cần tới cái sự giúp đỡ của bạn bè, người thân nữa. Và bạn tuổi Mão, bạn cũng đừng có ngại xin cái sự trợ giúp của họ. Dù sao, gia đình hạnh phúc vẫn là cái điều quan trọng nhất của bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, mâu thuẫn bùng nổ. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, đánh mất tình yêu. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, dễ cảm thấy tổn thương. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, đừng quá e ngại. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, cần chủ động hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này, bạn đang gặp ngày có kiếp tài ngáng trở, cho nên cái chuyện kiếm tiền ngay trong tầm tay của mình còn bị cướp mất, khiến cho bạn tuổi Thìn cảm thấy rất chi là bực bội và bạn cũng không làm gì được đâu đó bạn tuổi Thìn nhé. Và bạn tuổi Thìn trong ngày này, bạn mệnh cần phải cẩn trọng hơn khi làm việc, tránh để lộ những cái thông tin quan trọng khiến cho kẻ tiểu nhân nắm được mà tranh đoạt mất của mình. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền vốn của mình mà lại mất lại càng đáng tiếc, lại càng cảm thấy bực bội ở trong người nữa đó bạn tuổi Thìn nhé. May mắn là trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Thìn, cái vận trình của bạn lại đang gặp được ngày có hỏa dưỡng cho thổ vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi Thìn, bạn đang cảm nhận được tình yêu, tình cảm của gia đình và người thân dành cho mình. Khi khó khăn mới biết ai thực sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ với mình những cái khó khăn nữa. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, mất tiền hao của. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, cần phải tìm hiểu kỹ càng. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, gặp họa phá tài. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, bị kẻ gian lừa gạt. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, dễ mất mát tiền của lắm. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu,
tuổi thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn đang gặp ngày có chính ấn nhập mệnh. Cho dù là ngày thứ bảy, nhưng tâm trí của bạn vẫn chẳng thể nào thoát khỏi được công việc, và bạn tuổi Tỵ, bạn càng khó lòng đảm bảo được cái cuộc sống thường nhật của mình nếu như bạn cứ mãi mê làm việc như thế này nhé. Và bạn tuổi Tỵ, mặc dù cái sự cống hiến nhiệt tình của bạn mang lại cho bạn những cái thành công rực rỡ trên cái con đường sự nghiệp, nhưng rồi cũng sẽ khiến cho bạn trả giá quá đắt bằng sức khỏe, bằng tình cảm của mình đó bạn tuổi Tỵ nhé. Và trong cái vận trình của bạn tuổi Tỵ ngày thứ bảy này, bạn cũng đang gặp ngày có họa khí đương vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn mệnh tuổi Tỵ đang có phần suy yếu. Bạn dễ gặp những cái vấn đề liên quan đến tim mạch hay là huyết áp, tính khí nóng nảy thất thường cũng có thể khiến cho người ấy không thể chịu nổi mà bỏ cuộc nữa đó bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, sức khỏe đi xuống. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, công danh thăng tiến. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, hết mình vì công việc. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, cần tỉnh táo xem xét vấn đề. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, nóng nảy, bốc đồng. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tương hội nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi Ngọ đang có được quý nhân dẫn đường chỉ lối để giúp cho những cái mâu thuẫn trong gia đình được hóa giải một cách nhanh chóng mà không gặp phải cái khó khăn gì đó bạn tuổi Ngọ nhé. Người ấy chấp nhận bao dung, tha thứ cho những cái lỗi lầm mà bạn tuổi Ngọ đã gây ra, và bản mệnh tuổi Ngọ hãy trân trọng người yêu thương mình và bao dung cho mình, bởi chỉ có tình yêu to lớn mới có thể làm được cái điều đó đó bạn tuổi Ngọ nhé. Trong ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi Ngọ, những bạn đang còn độc thân thì cảm thấy mình đang đến gần với hạnh phúc khi mà trái tim không ngừng rung động khi đứng trước người ấy. Và bạn tuổi Ngọ, bạn hãy tìm cái cơ hội phù hợp để bày tỏ tình cảm của mình đi bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, tình duyên vượng sắc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, chẳng cần lo lắng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, sẽ có niềm vui. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, mong được bình an. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, hãy tin vào bình an nhé. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này, bạn đang đứng trước khá chỉ là nhiều cái lựa chọn trong tình yêu. Lúc thì mong mãi chẳng ai có, lúc lại hàng loạt đối tượng đứng xếp hàng mong chờ trái tim của bạn mở cửa đoạn.
Và bạn tuổi Mùi, bạn hãy nhìn vào những cái điều mình có thể nhận được trong cái mối quan hệ, đó là tình cảm hay là vật chất bạn tuổi Mùi nhé. Bạn đừng có để cho cái cơn say về tiền bạc khiến cho bạn mù quáng, mất phương hướng mà đánh mất đi tình cảm thực sự của mình đó. Và trong ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi Mùi, cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy rất có thể bản mệnh tuổi Mùi sẽ mất một cái khoản tiền kha khá chỉ vì bạn tính cố chấp, không chịu lắng nghe lời khuyên bảo của những người đi trước, cứ thế cắm đầu cắm cổ làm theo ý của mình đó bạn tuổi Mùi nhá. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, hãy nghe lời người đi trước. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, đào hoa vượng sắc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, tìm được tình yêu. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, đừng để mình sai lầm. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, cần tỉnh táo lựa chọn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Tử vi tuổi thân thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành thân tỵ nhị hợp, cho nên với bạn tuổi thân may mắn hơn hẳn trong những ngày khác về cái chuyện tình duyên nhé. Ngày này đối với bạn tuổi thân, bản mệnh không cần phải tìm kiếm đâu xa mà người ấy có khi đang ở ngay rất gần bên cạnh bạn nữa. Trước đó với bạn tuổi thân, bạn còn mải mê chinh chiến về cái chuyện tiền bạc, phấn đấu về sự nghiệp của mình, nên với bạn tuổi thân chẳng hề nhận ra, nhưng trong ngày này có thời gian rỗi, bạn ngồi lặng im lắng nghe trái tim của mình, bạn sẽ thấy trái tim mình đang hóa ra rung động từ rất lâu rồi đó nhé. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi thân, các cặp đôi thì tình cảm ngày càng nồng nàn, thắm thiết hơn và thời gian bên nhau chỉ càng khiến cho bạn và người ấy yêu thương nhau nhiều hơn, cái mức độ gắn kết tăng lên một cách rõ rệt và bạn tuổi thân, bạn hãy tạo cho mình thêm nhiều cái kỷ niệm đẹp đẽ hơn nữa bạn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, tình duyên vượng sắc. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, sớm lấy thấy nhân duyên. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, tình cảm thăng hoa. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, vợ chồng hòa hợp. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, yêu thương đong đầy. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn đang trải qua một ngày may mắn ngập tràn khi mà bạn đang có được cái vận quý nhân tam hợp dẫn đường xuôi lối cho bạn. Và bạn tuổi Dậu, bản mệnh sẽ không còn bị những cái chuyện phiền phức làm đau đầu rối ren, mà thay vào đó cái sự vui vẻ bạn tận hưởng cái cuộc sống rồi đó bạn tuổi Dậu nhé. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu kiếm tiền một cách dễ dàng, nhất là đối với những bạn đang theo đuổi những cái nghề kinh doanh, buôn bán, có được lộc làm ăn trời cho không dễ dàng mà bạn tuổi Dậu hôm nay lại nhận được. Bạn hãy cố gắng để không bỏ lỡ cái cơ hội đến với mình bạn tuổi Dậu nhé.
Bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, bạn cũng cần phải có cái kế hoạch về chi tiêu cụ thể, biết tiết kiệm những cái khoản dư thừa để không mất mát về tiền của một cách vô ích. Và bạn tuổi Dậu, bạn cũng cần phải biết đâu là thứ cần phải mua, đâu là thứ không cần thiết phải mua, bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, cần cẩn thận giữ tiền. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, nhân duyên mở lối. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, kiếm tiền dễ dàng. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, được lộc trời cho. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, cần biết tiết kiệm nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát giờ tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tuất đó, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này, bạn đang gặp ngày có kiếp tài giáng họa. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tuất, bạn cần phải bình tĩnh để không đưa ra những cái quyết định sai lầm, mất mát về tiền bạc chỉ trong chớp mắt đó bạn tuổi Tuất nhé. Và bạn tuổi Tuất, bạn cứ dính dáng đến cái chuyện tiền bạc là cẩn tắc vô áy náy nữa đó. Với bạn tuổi Tuất, bạn càng vội vàng, sợ mất cái cơ hội thì càng dễ sập bẫy của kẻ tiểu nhân. Chúng đang đánh vào cái lòng tham và cái sự tiết tiền của chúng ta để lợi dụng, khiến cho bạn tuổi Tuất chưa hề suy nghĩ kỹ càng đã vội đổ tiền vào cái nơi không cần thiết đó bạn tuổi Tuất nhé. Nhưng trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tuất, bạn lại đang gặp được ngày có họa dưỡng cho thổ. Cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong ngày hôm nay lại rất chi là tốt đẹp. Cái con đường tình duyên của bạn đang có nhiều cái dấu hiệu khởi sắc, và bản mệnh tuổi Tuất nên dành thời gian nhiều hơn cho người ấy. Có thể các bạn sẽ sớm tiến tới một cái nấc thang mới trong cái mối quan hệ của hai người nữa đó bạn tuổi Tuất nhá. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, chủ động hơn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, đừng quá vội vàng. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, cần phải hiểu bản thân. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, đừng mắc bẫy của kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, mất mát không tránh được. Đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này, bạn đang gặp ngày có ngũ hành Dần Thân Tỵ Hợi tứ hình xung. Cho nên với bạn tuổi Hợi, bạn hãy bình tĩnh trước khi đưa ra bất kỳ cái lời phán xét nào, càng là những cái chuyện hệ trọng càng không thể vội vàng, và bạn tuổi Hợi rất có thể sẽ phải hối hận về sau đó đó bạn tuổi Hợi nhé. Còn về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này cũng không được tốt cho lắm. Những cái vấn đề phát sinh do đôi bên chưa thực sự hiểu và thông cảm cho nhau, cuộc sống vốn đã khó khăn, và bạn tuổi Hợi, bạn đừng làm nó trở nên phức tạp hơn nữa. Nếu không phải là cái chuyện gì nghiêm trọng thì hãy bỏ qua cho nhau bạn tuổi Hợi nhé. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì cần phải để quá khứ ở lại phía sau lưng mà bước tiếp. Bạn còn có nhiều thứ cần phải lo toan, còn cả cuộc đời ở phía trước, không thể nào ủ rũ mà đón được hạnh phúc đâu đó bạn tuổi Hợi nhé. Người mỉm cười thì sẽ thấy cái cuộc đời mỉm cười lại với mình đó bạn tuổi Hợi. Bạn cần phải nhớ cái điều này đó.
Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, tình cảm không như ý. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, cần vững tin bước tiếp. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, có thể không cần phải lùi lại. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, hãy để quá khứ ngủ yên. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, nên hiểu rõ mình muốn gì nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.